Chào mừng quý vị quay trở lại với tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết, dòng vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đang vượt mặt nguồn vốn chảy vào thị trường này, gây áp lực lên kho dự trữ ngoại hối của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong cuộc họp báo định kỳ diễn ra vào ngày 17 tháng 6, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc gia tăng nhanh chóng đang tạo ra áp lực đè nặng lên kho dự trữ ngoại hối của nước này. Dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của cá nhân và vốn đầu tư ngắn hạn đang tăng nhanh. Điều này đang gây ra quan ngại về áp lực đối với kho dự trữ ngoại hối của Trung Quốc và cán cân thanh toán quốc tế. Chúng tôi đang xem xét khả năng rủi ro của diễn biến này và đang cân nhắc liệu có biện pháp kiểm soát hay không. Từ đầu năm đến nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ODI trong các lĩnh vực phi tài chính của Trung Quốc đã tăng gần 62% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức gần 480 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 73 tỷ đô la. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mà Trung Quốc nhận về trong cùng giai đoạn chỉ đạt hơn 340 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 54 tỷ đô la, chỉ tăng chưa tới 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện đã giảm gần 28 tỷ đô la Mỹ trong tháng 5, còn gần 3,2 ngàn tỷ đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2011. Đây là hệ quả của việc chính phủ Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp gia tăng đầu tư ra nước ngoài theo chủ trương một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Bắt đầu từ tháng 6 này, đồng nhân dân tệ sẽ chính thức được thừa nhận là một trong những đơn vị thuộc hệ thống dự trữ ngoại tệ của quốc đảo sư tử Singapore. Đây là một trong những bước tiến mà Trung Quốc đạt được trong tham vọng gia tăng sức ảnh hưởng của đồng nội tệ trên thị trường quốc tế. Kể từ tháng 6 này, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ chính thức được bổ sung vào hệ thống dự trữ ngoại tệ của Singapore. Trên thực tế, cơ quan quản lý tiền tệ Singapore MAS đã thừa nhận vị thế của đồng nhân dân tệ đối với các hoạt động đầu tư tài chính vào đảo quốc sư tử kể từ năm 2012. Động thái này một lần nữa cho thấy bước tiến của chính phủ Trung Quốc trong nỗ lực tự do hóa nguồn vốn đầu tư bằng nhân dân tệ vào thị trường và tham vọng gia tăng sức ảnh hưởng quốc tế của đồng nội tệ nước này. Chỉ tính riêng trong năm ngoái, Trung Quốc đã chi ra khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động đầu tư ngoài lãnh thổ. Chính quyền Bắc Kinh đang nỗ lực ổn định vị thế đồng nhân dân tệ trước khi đơn vị này chính thức có mặt trong rổ tiền dự trữ của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào tháng 10 tới. Cũng trong tháng này, Trung Quốc công bố đã chi ra 38 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào Mỹ, đồng thời biến thị trường này trở thành quốc gia lớn thứ hai toàn cầu nhận đầu tư từ Trung Quốc sau Hồng Kông. Thưa quý vị, chính phủ Brazil vừa đồng ý gia hạn thời gian trả nợ thêm 6 tháng cho chính quyền các bang sau khi đã giãn nợ 1 năm rưỡi cho các bang này. Sau cuộc họp giữa chính phủ và đại diện chính quyền các bang vào hôm 20 tháng 6, Tổng thống Michel Temer đã tuyên bố gia hạn thời gian trả nợ thêm 6 tháng cho các bang nhằm tránh rơi vào phá sản giữa lúc Brazil đang ở trong cơn suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Năm khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Quốc gia BNDES cũng sẽ được gia hạn thêm 10 năm nữa. Thời hạn trả nợ là trong năm nay, như từ đây đến tháng 12, các bang vẫn chưa đủ khả năng để trả nợ. Do vậy, thời hạn trả nợ sẽ lùi đến tháng 1 năm sau. Các bang sẽ trả dần từ tháng đầu với mức 5,55% và trong vòng 18 tháng sau đó phải dứt điểm số nợ này. Bộ Tài chính là đơn vị đứng ra giám sát quá trình thực hiện thỏa thuận giữa chính phủ và các bang. Trước đó, các bang đã đề nghị được gia hạn nợ 2 năm và nhiều nghị viên trong chính phủ cũng đã có đề xuất gia hạn nợ. Thỏa thuận này sẽ giúp các bang nhẹ nhàng hơn trong việc xoay sở các khoản nợ khổng lồ, bao gồm các khoản chi cho Thế vận hội Rio. Các bang cũng đang gặp khó trong việc chi cho các dịch vụ công, duy trì các chương trình phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, về phía chính phủ, việc gia hạn nợ cho các bang sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực thu hẹp thâm hụt ngân sách của Brazil và có thể quay ngược lại buộc chính phủ phải có các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Chính phủ Nigeria vừa tuyên bố thả nổi tỷ giá nhằm vực dậy tình trạng thiếu ngoại tệ trầm trọng tại nước này. Ngay lập tức thì đồng Naira đã rớt giá 23%. Ngân hàng Trung ương Nigeria tuyên bố thả nổi tỷ giá từ ngày 20 tháng 6. Trước đó, ngân hàng Trung ương nước này đã ấn định tỷ giá 197 Naira đổi 1 đô la trong suốt 16 tháng qua. Ngay sau khi thả nổi tỷ giá, đồng Naira lập tức rớt giá, giao dịch ở mức 225 Naira đổi 1 đô la. Chỉ trong một ngày, 1 triệu đô la đã được giao dịch. Trên thị trường chợ đen, đồng Naira giao dịch lên tới 325 đến 345 Naira đổi 1 đô la. Ngân hàng Trung ương Nigeria kỳ vọng với mức tỷ giá thả nổi sẽ có thêm nguồn ngoại tệ đổ vào thị trường liên ngân hàng. Ngân hàng Trung ương cũng cho biết hiện cần đến 4 tỷ đô la. Nói về biến động tỷ giá, đại diện ngân hàng Trung ương nước này cũng kỳ vọng đồng Naira sẽ ổn định ở mức 250 Naira đổi 1 đô la. Kính thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ ông Raghuram Rajan vừa gây bất ngờ với tuyên bố sẽ từ chức khi nhiệm kỳ của ông chấm dứt vào ngày 4 tháng 9 tới. Ông Rajan là cựu chuyên gia kinh tế tại IMF, được các nhà đầu tư nước ngoài rất tín nhiệm vì nỗ lực chống lạm phát, đồng thời cứu Ấn Độ ra khỏi cơn khủng hoảng tiền tệ trầm trọng nhất trong vòng 2 thập kỷ kể từ khi ông nhận chức hồi tháng 9 năm 2013. Trong bức thư dài 900 từ của mình gửi nhân viên Cục Dự trữ Liên bang Ấn Độ RBI, ông cho biết có kế hoạch quay trở về với những nghiên cứu còn chưa hoàn tất của mình. Trước đó, ông đã phải đối mặt với những chỉ trích của các thành viên đảng cầm quyền Thủ tướng Modi vì giữ mức lãi suất ở quá cao. Tôi không biết ông ấy có đảm nhận thêm một nhiệm kỳ nữa hay không, cho nên nếu ông ấy nói ra đi để giữ lại lòng tự trọng thì tôi không thấy có vấn đề gì cả. Cứ cho là ông ấy tự nhiệm đi, chỉ cần ông ấy đi thì mọi thứ đều tốt đẹp.
CEO của công ty Infosy, nhìn nhận những đóng góp tích cực của ông Rajan cho nền kinh tế. Ông ấy đã làm rất tốt vai trò của mình và là một trong những người có tầm nhìn. Ông ấy đã thấy được cuộc khủng hoảng năm 2008 từ rất lâu trước đó. Tôi đặc biệt hào hứng xem ông ấy sẽ làm gì tiếp theo. Các chuyên gia cho biết thị trường có phản ứng tiêu cực vào ngày hôm nay. Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley viết trên trang Twitter của mình, chính phủ đánh giá cao những gì mà ông đã làm và tôn trọng quyết định của ông. Việc chọn ra người kế nhiệm ông sẽ được thông báo sớm. Và mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng kỳ này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 237%. Theo số liệu thống kê từ thời báo tài chính Financial Times, tổng nợ Trung Quốc trong quý 1 vừa qua đã đạt mức kỷ lục chiếm đến 237% tổng sản phẩm quốc nội GDP, tăng mạnh so với con số 148% vào cuối năm 2007. Hiện tại thì vấn đề nợ tại Trung Quốc được đánh giá là một trong những rủi ro lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Theo nhận định từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS, tình trạng nợ leo thang đã là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn năm 2007-2008. Và các quốc gia phát triển thường được xem là nơi bắt nguồn của suy thoái. Hiện tại, vấn đề nợ leo thang đang diễn ra ở cả khối tư nhân cũng như nhà nước, trong đó nợ của khối tư nhân đang tăng khá nhanh tại các nền kinh tế mới nổi. Tính đến cuối năm 2015, nợ toàn cầu đã chạm đỉnh 135.000 tỷ đô la, tăng nhiều so với con số dưới 110.000 tỷ đô la hồi cuối năm 2007. Những thông tin tỷ giá vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.